trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Mexico lên tiếng sau khi Mỹ bắt hai thủ lĩnh của băng đảng Sinaloa. Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình. Moscow tăng tiền lương cho binh sĩ đăng ký chiến đấu ở Ukraine. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Các viên chức cấp cao Mỹ và Mexico mới đây thông báo đã bắt giữ Ismael Zambada Garcia với biệt danh El Mayo, thủ lĩnh cấp cao của băng đảng Sinaloa, cùng Hoa Guzman Lopez, con trai của chủ ma túy El Chapo, đang thụ án trung thân ở Mỹ. Đây là những tay buôn ma túy quyền lực nhất Mexico, điều hành các hoạt động buôn bán cocaine và fentanyl quy mô lớn xuyên quốc gia, vận chuyển ma túy vào Mỹ, châu Âu và nhiều khu vực khác. Theo Washington Post, vụ bắt giữ đã giáng đòn mạnh vào Sinaloa băng đảng buôn bán ma túy toàn cầu, tổ chức lớn nhất tuần ma túy fentanyl vào Mỹ. Trước đó, một viên chức Bộ An ninh Nội địa giấu tên cho hay, hai người đàn ông này đã bị lừa lên một chiếc máy bay tư nhân đến Mỹ. Zambada và Hoa Guzman là hai trong số những kẻ buôn ma túy bị chính phủ Mỹ truy nã gắt gao nhất. Thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Mỹ trao thưởng số tiền 15 triệu đô la Mỹ cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ được Zambada. Tuy nhiên, sau khi Zambada và Guzman bị các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ bắt giữ, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador kêu gọi Mỹ minh bạch thông tin. Tổng thống Obrador tuyên bố đó không chỉ là vấn đề về thông báo mà còn là sự minh bạch. Sau khi bị bắt, Guzman đã bị áp tải lên máy bay tới Chicago, còn Zabada vẫn bị giam ở El Paso. Chính phủ Mexico cho biết họ không được thông báo bất cứ tin tức gì về chiến dịch bí mật của giới chức Mỹ. Tuy nhiên hiện nay có ý kiến cho rằng Zabada và Guzman đã tự dàn dựng vụ bắt, nhưng có ý kiến nhận định cả hai bị lừa bay tới Mỹ và bị bắt ở đó. Thậm chí còn có thông tin khác là Guzman đã đạt thỏa thuận với chính quyền Mỹ và phản bội Yamada. Mặt khác, nếu Guzman không phản bội ông trùm Yamada, vụ bắt hai chùm ma túy cũng có thể gây bất ổn với tình hình an ninh Mexico. Trước đây, khi thủ lĩnh bị bắt, các nhóm tội phạm có xu hướng chia rẽ và đấu đá nhau để tranh giành địa bàn. Vụ bắt giữ lần này là một chiến thắng cho các nhà điều tra liên bang thuộc cơ quan phòng chống ma túy, cơ quan điều tra an ninh nội địa và FBI Mỹ, những người đã truy đuổi các thành viên cấp cao nhất của băng đảng Sinaloa suốt nhiều năm qua. Hồi tháng 2, Giám đốc Cục Phòng chống ma túy Mỹ, DEA, Almingram cho biết chính phủ nước này nhắm mục tiêu mạnh mẽ vào băng đảng Sinaloa khi đây là tổ chức buôn bán fentanyl lớn nhất vào Mỹ. Thuốc phiện tổng hợp là nguyên nhân cho đại dịch ma túy chết người nhất trong lịch sử nước Mỹ với hàng chục nghìn ca tử vong trong vài năm qua. Các vụ bắt giữ xảy ra trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa tăng cường công kích chính quyền Tổng thống Joe Biden vì bệnh dịch fentanyl ngay trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Trước đây, Mexico thường xuyên bắt giữ những chủ ma túy và các thời điểm chính trị quan trọng nhằm cải thiện mối quan hệ với Washington. Cảnh sát Pháp cho biết sân bay Barcel Moonhouse, hay còn được biết đến là sân bay Euroairport, đã tiến hành hoạt động sơ tán vì lý do an ninh. Trong bối cảnh cũng đã xảy ra các cuộc tấn công làm gián đoạn hệ thống đường sắt của Pháp chỉ vài giờ trước lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Trên trang web của mình, giới chức quản lý sân bay nêu rõ sân bay này phải tạm thời đóng cửa trong vài giờ. Hồi cuối năm ngoái, một số sân bay khác của Pháp trong đó cũng có EuroAirport đã phải tiến hành hoạt động sơ tán sau khi số điện hàng loạt đe dọa đánh bom. Sau đó, quá trình điều tra cho thấy những đe dọa như vậy là không có thực. Sân bay trên nằm bên phía lãnh thổ Pháp, ngay gần khu vực biên giới với Thụy Sĩ. Ở một diễn biến liên quan tới sự kiện này, các công tố viên Paris, Pháp cũng vừa mở cuộc điều tra về âm mưu nghi phá hoại lợi ích căn bản của quốc gia, liên quan các cuộc tấn công đốt phá làm gián đoạn hệ thống giao thông chỉ vài giờ trước lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Trong một tuyên bố, Ông Tú viên Paris Laure Bécu cho biết, cuộc điều tra cũng sẽ xác định thiệt hại của các cuộc tấn công vốn nghi ngờ do một băng nhóm có tổ chức gây ra, cũng như các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống xử lý dữ liệu tự động. Tuyên bố nhấn mạnh các hành vi phá hoại là cố ý gây thiệt hại tại các địa điểm của công ty đường sắt quốc gia SNCF vào đêm 25-26 tháng 7. Tội danh phá hoại tài sản có khả năng gây hại cho lợi ích căn bản của quốc gia có thể bị phạt tù tới 15 năm. Trước đó cùng ngày, SNCF cho biết. Mạng lưới đường sắt cao tốc của nước này đã trở thành mục tiêu tấn công của các hành vi ác ý. SNCF nhấn mạnh, đây là cuộc tấn công lớn trên diện rộng trong đêm nhằm làm tê liệt mạng lưới tàu tốc hành TGV. Các hành vi ác ý này đã gây gián đoạn nghiêm trọng đối với các tuyến đường sắt đại Tây Dương, các tuyến miền Bắc và miền Đông nước Pháp. Theo SNCF, hai chuyến tàu chở các vận động viên đến tham dự Olympic Paris đã phải dừng lại trong vài giờ trước thềm lễ khai mạc. Tuyến phía Đông Nam không bị ảnh hưởng do lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn các hành vi phá hoại. Thị trưởng thành phố Paris, bà Anne Hidalgo, khẳng định vụ phá hoại làm tê liệt mạng lưới đường sắt cao tốc TGV sẽ không ảnh hưởng đến lễ khai mạc Olympic. Công ty đường sắt Eurostar thông báo hủy khoảng 25% số chuyến tàu kết nối Paris và London, Vương quốc Anh, trong ngày 26 tháng 7 sau khi xảy ra các hành vi phá hoại đối với mạng lưới đường sắt cao tốc của Pháp. Ngoài ra, các chuyến tàu Eurostar đến và đi từ Paris sẽ chạy trên các tuyến thông thường, thường thay vì các tuyến cao tốc. Điều này sẽ khiến thời gian di chuyển trên tuyến Paris London dài thêm 90 phút so với thời gian thông thường là khoảng 2 giờ 20 phút. Eurostar hy vọng tình trạng gián đoạn sẽ kết thúc vào sáng 29 tháng 7. Công ty cũng cho biết hành vi phá hoại tại Pháp cũng đang ảnh hưởng đến tuyến đường sắt nối Paris với thủ đô Bruxelles của Bỉ. Dữ liệu gần đây của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI cho thấy các cường quốc hạt nhân trên thế giới đang tiếp tục mở rộng đầu tư vào việc tăng cường kho vũ khí của mình. Trong đó Trung Quốc được cho là đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình. Cụ thể, bà Hans Kristensen đến từ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của SIPRI nhận định Trung Quốc đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Hầu hết các nước có vũ khí hạt nhân đều có kế hoạch hoặc nỗ lực đáng kể để tăng cường năng lực hạt nhân. Các nhà nghiên cứu của SIPRI ước tính kho vũ khí của Trung Quốc có khoảng 500 đầu đạn hạt nhân tính đến tháng 1 năm 2024. Ngoài ra trong vài năm qua ngày càng có nhiều báo cáo về nỗ lực của Trung Quốc nhằm mở rộng số lượng nền tảng và cơ sở hạ tầng vận chuyển trên đất liền, trên biển và trên không, chẳng hạn như hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Chiến lược hạt nhân của Trung Quốc xoay quanh việc răn đe thông qua đòn trả đũa cân xứng, tức là khả năng sống sót sau cuộc tấn công ban đầu và trả đũa bằng các cuộc tấn công hạt nhân gây thiệt hại lớn cho kẻ xâm lược. Hơn nữa giống như Ấn Độ, Trung Quốc có chính sách không sử dụng tấn công hạt nhân trước. Bất chấp điều này, Bắc Kinh đã có nỗ lực không ngừng nhằm mở rộng và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân của mình có các yếu tố quan trọng cần nắm bắt để hiểu lý do tại sao lại như vậy. Đánh giá của Trung Quốc về bối cảnh an ninh quốc tế, đặc biệt là chính sách của Mỹ, đã trải qua những thay đổi to lớn trong thập kỷ qua. Sách trắng quốc phòng năm 2019 của Trung Quốc chỉ trích những điều chỉnh trong chiến lược quốc phòng và an ninh quốc gia của Mỹ, đồng thời cảnh báo về các cuộc chạy đua vũ trang. Mối quan hệ Trung-Mỹ sau đó cũng nguội lạnh. Trong đó Bắc Kinh ngày càng tin rằng Mỹ đang theo đuổi chiến lược ngăn chặn. Một phần của cách tiếp cận này đòi hỏi phải tăng cường ưu thế quân sự thông thường của Mỹ đồng thời hiện đại hóa các lực lượng chiến lược. Mối quan tâm đặc biệt là diễn ngôn của Mỹ xung quanh vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc năng suất thấp. Các nhà phân tích Trung Quốc lập luận rằng chính sách của Mỹ dường như đang hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, mối lo ngại ở Bắc Kinh là khả năng phòng thủ tên lửa và các hệ thống thông thường mới của Mỹ, cùng với những cải tiến trong chiến tranh mạng và điện tử, có thể làm suy yếu khả năng tấn công trả đũa của Trung Quốc. Theo sách trắng quốc phòng năm 2019, một trong những mục tiêu của việc tăng cường khả năng gian đe chiến lược là duy trì ổn định chiến lược quốc tế. Tất nhiên, đây là sự mở rộng đáng kể các mục tiêu trong chính sách quốc phòng của Trung Quốc, từ việc đơn giản là bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Tới tháng 3 năm 2021, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo quân đội đẩy nhanh việc xây dựng năng lực gian đe chiến lược tiên tiến. Trong báo cáo công tác của mình tại Đại hội Đảng lần thứ 20, ông Tập Cận Bình cam kết thiết lập một hệ thống gian đe chiến lược mạnh mẽ và tăng tỷ lệ lực lượng thuộc địa bàn mới với khả năng chiến đấu mới. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng xung quanh eo biển Đài Loan. Một lực lượng hạt nhân hiện đại hóa của Trung Quốc có khả năng mang lại nhiều không gian hành động hơn cho Bắc Kinh trong trường hợp xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan. Ngay từ khi lên nắm quyền vào tháng 12 năm 2012, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gọi quân đoàn pháo binh số 2, sau này được nâng cấp thành lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc là trụ cột chiến lược cho vị thế cường quốc của Trung Quốc. Điều này không có nghĩa là Bắc Kinh mong muốn có được sự ngang bằng về hạt nhân với Mỹ hay Nga, đúng hơn, nó ngụ ý rằng năng lượng hạt nhân đang được coi là một công cụ quyền lực cần được trau dồi để đạt được sự bình đẳng chính trị giữa các cường quốc. Các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Liban khiến hàng chục nghìn người dân sống ở các khu vực gần biên giới phải rời bỏ nhà cửa gần 9 tháng qua. Với những người chọn ở lại, họ phải đối mặt với cuộc sống vô vàn khó khăn. Theo thống kê, đến nay đã có gần 400 người phía Liban và 28 người phía Israel thiệt mạng, chủ yếu là các binh sĩ, lo ngại nguy cơ an toàn, khoảng 60.000 người dân ở 42 khu dân cư miền Bắc Israel ở cách biên giới dưới 10 km đã phải sơ tán đi nơi khác. Shasha là một ngôi làng nhỏ, kibbutz, nằm ở vùng Thượng Galilee, miền Bắc Israel, cách biên giới với Liban hơn 1 km. Ngôi làng này được thành lập năm 1949, chỉ một năm sau khi nhà nước Israel ra đời. Với gần 400 nhân khẩu, các hộ gia đình là đồng sở hữu công ty Plasan với doanh số hàng trăm triệu đô la Mỹ mỗi năm. Hiện ở Shasha chỉ còn vài chục người, bao gồm các quân nhân thuộc một đơn vị của Israel đóng quân và một số nhân viên của công ty cung cấp thực phẩm ở lại bám trụ. Nhà cửa vật nuôi bị bỏ hoang theo Trung tâm Nghiên cứu Alma, kể từ khi nổ ra xung đột, phong trào Hebola đã thực hiện gần 3.000 cuộc tấn công qua biên giới nhằm vào các vị trí quân sự của Israel. Trong đó, 94% tập trung trong bán kính 5 km từ đường biên. Một phần nhỏ các tên lửa, đạn chống tăng bắn vào các khu dân cư như là Metula, Kiryat Shemona và Manara. Thị trấn Shlomi là một trong số 14 khu dân cư nằm sát biên giới nơi mọi người dân phải đi sơ tán do xung đột. Nhiều chục năm gắn bó với mảnh đất này, hai tuần sau khi xảy ra xung đột, ông Mel cũng phải rời thị trấn để đến thành phố Hai Pha. Ông cho biết sau hai tháng, ông đã quyết định trở lại Slomie. Một số hàng xóm cùng thế hệ với ông cũng dần trở lại, trừ những gia đình có trẻ em. Tuy nhiên, những tuần gần đây, các cuộc giao tranh qua biên giới lại nóng dần lên và ông quyết định rời Slomie một lần nữa. Ông nói. Cách đây một tuần, một quả tên lửa lớn rơi cách nhà tôi khoảng 100 mét. Tôi tự nhủ khoảng cách này quá gần và tôi lại quyết định rời đi. Cách đây ít hôm, chính phủ Israel đã phê chuẩn khoản ngân sách trị giá 1,77 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ cho cư dân các địa phương sát biên giới phía Bắc phải sơ tán. Gói hỗ trợ sẽ được đầu tư cho cả các chương trình ngắn và dài hạn để khắc phục những vấn đề do cuộc xung đột gây ra, bao gồm nâng cấp các thị trấn, thôn bản bị hoặc có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi giao tranh. Các cư dân sống gần biên giới đang phải sơ tán sẽ được trở về nhà sau khi an ninh an toàn được đảm bảo, giáo dục được nâng cấp tiệm cận tiêu chuẩn, dịch vụ công và dịch vụ xã hội cải thiện. Ngoài ra, chính phủ sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp tạo việc làm cho cộng đồng, thúc đẩy các lĩnh vực du lịch và nông nghiệp. Về dài hạn, gói hỗ trợ hướng tới khuyến khích đổi mới sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm phù hợp với điều kiện sản xuất ở khu vực miền núi phía Bắc, khuyến khích phát triển năng lượng bền vững, cải thiện các dịch vụ y tế và giao thông, đẩy nhanh thành lập một trường đại học ở thành phố Kiryat Shmona, sát biên giới. Tuy nhiên, nhiều người dân cho biết họ chưa dám trở về khi xung đột chưa kết thúc. Những người sơ tán đã thành lập nhóm vận động 1710, đặt theo tên một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nghị quyết 1710 kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah và yêu cầu hai bên rút quân khỏi khu vực sông Litani, cách biên giới Israel khoảng 30 km. Những ngày gần đây, nhóm này tụ tập biểu tình phản đối chính phủ Israel vì chính phủ chưa có kế hoạch rõ ràng để đưa họ trở về nhà sau hơn 8 tháng phải đi sơ tán. Shabgi, một thành viên của nhóm 1710 nói: "Chúng tôi phải bỏ lại nhà cửa, trang trại. Giờ đây chúng tôi muốn trở về" nhưng dường như không ai quan tâm, chúng tôi cảm thấy như bị bỏ rơi. Chính phủ Anh đã hủy bỏ kế hoạch phản đối tòa án hình sự quốc tế ICC, ban lệnh bắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở giải Gaza. Phát ngôn viên của chính phủ Anh do công đảng lãnh đạo cho biết, đây là đề xuất của chính phủ trước đó. Tôi có thể xác nhận rằng chính phủ hiện nay sẽ không theo đuổi quan điểm đó, cho rằng đây là vấn đề để tòa án quyết định công đảng dưới sự lãnh đạo của cựu luật sư nhân quyền Keir Starmer lên nắm quyền và thành lập chính phủ mới của Anh sau khi đánh bại đảng bảo thủ của Thủ tướng Rishi Sunak trong cuộc tổng tuyển cử. Tranh cãi nảy sinh từ tháng 2 năm 2021 khi một hội đồng thẩm phán tòa hình sự quốc tế ICC kết luận tòa có thẩm quyền đối với lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Phán quyết này mở đường cho công tố viên trưởng ICC Karim Khan mở cuộc điều tra hình sự với những cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người ở khu vực giải Gaza, bờ Tây và đông Jerusalem Đến tháng 5 năm nay, vị công tố Khan thông báo việc ông kiến nghị án này ban lệnh bắt giữ thủ tướng Israel Netanyahu bộ trưởng quốc phòng Israel Yoav Galan và ba lãnh đạo Hamas trong đó có thủ lĩnh Yahya Sinoa với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người ICC không có phương tiện thực thi quyết định nhưng các thành viên ICC có nghĩa vụ hợp tác đầy đủ với các quyết định của tòa nếu lệnh bắt giữ được ban hành, ông Netanyahu và những người còn lại có thể bị bắt khi đi đến 124 quốc gia thành viên ICC, trong đó có Đức và Vương quốc Anh. ICC phải xem xét kiến nghị của các cường quốc trước khi đưa ra quyết định có ban lệnh bắt giữ hay không. Chính phủ của ông Sunak hồi tháng 5 gửi thư cho ICC lập luận rằng phán quyết năm 2021 không phân xử thẩm quyền của Tòa Liên quan Hiệp định Oslo cũng như các thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Israel và Tổ chức Giải phóng Palestine PLO vào thập niên 1990. Anh yêu cầu hội đồng thẩm phán ICC phải làm rõ câu hỏi tồn động về thẩm quyền của tòa đối với công dân Israel trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. ICC vẫn phải đánh giá kiến nghị từ các bên trước khi đưa ra quyết định có phê chuẩn lệnh bắt giữ hay không. Đồng minh hàng đầu của Israel là Mỹ vẫn tiếp tục thách thức thẩm quyền của tòa trong việc ban hành lệnh bắt ông Netanyahu. Công đảng và Thủ tướng Keir Starmer đang phải đối mặt với áp lực từ những người ủng hộ. Phải có lập trường cứng rắn hơn về cuộc xung đột ở giải Gaza. Thị trưởng Moscow mới đây ký xác lệnh cấp khoảng 22.000 đô la Mỹ cho mỗi binh sĩ ký hợp đồng phục vụ một năm cho Bộ Quốc phòng Nga. Văn phòng thị trưởng Moscow, ông Sergei Sobyanin cho biết, người dân Moscow khi đăng ký chiến đấu ở Ukraine sẽ nhận khoản thanh toán trước là 1,9 triệu rúp, tương đương với 21.777 đô la Mỹ, nâng mức lương hàng năm lên 5,2 triệu rúp một năm tức là khoảng 59.600 đô la Mỹ. Tổng lương sẽ bao gồm khoản thanh toán trước, tiền lương từ bộ quốc phòng Nga cũng như tiền trợ cấp của khu vực và liên bang. Ngoài khoản trợ cấp một lần này, chính quyền thủ đô Moscow vẫn giữ nguyên các biện pháp hỗ trợ cho binh sĩ tham chiến ở Ukraine và gia đình của họ, trong đó có khoản tiền lương 50.000 rub, gần 580 đô la Mỹ mỗi tháng. Theo thông báo từ văn phòng thị trưởng Moscow, các khoản thanh toán mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Sự gia tăng này có nghĩa là mức lương hàng năm của binh lính hợp đồng Nga tại Moscow sẽ vượt quá mức lương danh nghĩa trung bình của Nga hơn 5 lần, dựa trên dữ liệu thống kê trong quý đầu tiên của năm 2024. Theo Reuters, các khoản trợ cấp và lương cao đã giúp Nga thu hút được lượng binh sĩ nhập ngũ đều đặn trong thời gian qua, khi cuộc xung đột với Ukraine chưa có hồi kết. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế cảnh báo, động thái của Moscow có thể gây ra sự mất cân đối mang tính rủi ro. Họ cho rằng, mức lương cao của binh sĩ phục vụ ở Ukraine có thể trở thành chuẩn mực cho phần còn lại của nền kinh tế, dẫn đến tăng trưởng tiền lương trong những ngành khác. Khi người lao động yêu cầu tăng mức lương của họ phù hợp hơn với những gì quân đội chi trả. Quan chức Nga cho hay có khoảng 190.000 tình nguyện viên tham gia chiến đấu ở Ukraine vào năm 2024. Con số này tương đương với 490.000 hợp đồng được ký kết vào năm 2023. Thành phố Moscow, nơi tập trung phần lớn lực lượng lao động có trình độ của Nga, có số binh sĩ tình nguyện tham gia quân đội và tổng dân số ít hơn nhiều khu vực khác. Không có dữ liệu chính thức về số lượng tình nguyện viên từ Moscow, nhưng quan chức thành phố ước tính tổng số người dân chiến đấu ở Ukraine tính đến ngày 13 tháng 6 là 45.000 người. Năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký xác lệnh tuyển quân vào mùa thu, kêu gọi 130.000 công dân nước này nhập ngũ. Tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 27 ở Nga đều phải thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài một năm hoặc tham gia các khóa huấn luyện quân sự tương đương khi theo học đại học. Phương Tây cho rằng quân đội Nga chịu thương vong lớn trong hơn 2 năm xung đột với Ukraine trong khi Nga gần như giữ bí mật hoàn toàn thông tin này. Bộ Quốc phòng Anh hồi tháng 5 cho biết, một số lượng lớn binh sĩ Nga thiệt mạng và bị thương mỗi ngày khi họ mở các đợt tiến công trực diện vào vị trí Ukraine cố thủ. Quân đội Ukraine cũng chịu thương vong lớn trong lúc bị Nga áp đảo cả về quân số lẫn hỏa lực. Ukraine cũng gặp vấn đề về tuyển quân khi nhiều nam giới nước này tìm cách trốn ra nước ngoài. Giới chức Ukraine gần đây cũng quyết định tuyển mộ cả tù nhân và quân đội để bù đắp tình trạng thiếu hụt binh sĩ, biện pháp mà Nga áp dụng từ lâu. cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và chiến lược gia Mark Urban đã đưa ra bản đề xuất với cựu Tổng thống Donald Trump về kế hoạch hòa bình cho Ukraine. Ông Pompeo là một trong nhiều nhân vật Đảng Cộng Hòa đang phát thảo chính sách cho nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Trump nếu cựu Tổng thống giành chiến thắng trong cuộc đua Nhà Trắng năm nay. Trong một bài bình luận trên tờ Wall Street Journal xuất bản mới đây, ông Pompeo nhận định không có bằng chứng nào cho thấy nếu tái đắc cử, cựu Tổng thống Trump sẽ buộc Ukraine phải đầu hàng Nga. Theo ông Pompeo và ông Urban, việc ông Trump cung cấp tên lửa Javelin cho Ukraine vào năm 2017 và quyết định không vận động hành lang chống lại việc thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine hồi đầu năm nay, báo hiệu cựu tổng thống sẽ sẵn sàng thực hiện kế hoạch giúp nghiêng cán cân quyền lực theo hướng có lợi cho Kiev. Cựu ngoại trưởng Pompeo tin rằng một kế hoạch thành công cho Ukraine của chính quyền ông Trump trong tương lai có thể bao gồm nhiều điểm khác nhau. Theo ông Pompeo, nếu tái đắc cử, ông Trump sẽ thiết lập chương trình cho vay, cho thuê trị giá 500 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm việc cung cấp viện trợ quân sự trên cơ sở cho vay chứ không phải dưới dạng viện trợ. Thứ hai, chính quyền tương lai của ông Trump có thể áp đặt lệnh trừng phạt mạnh hơn đối với Nga, bao gồm cả việc loại bỏ các quyền miễn trừ đối với các ngân hàng Nga liên quan đến khai thác năng lượng, nguồn thu quan trọng của Moscow. Thứ ba, ông Trump sẽ tìm cách khôi phục quan hệ với Ả Rập Xê Út, Israel, đồng thời hợp tác chống lại Iran. Thứ tư, chính quyền ông Trump sẽ mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ và yêu cầu các đồng minh NATO chi ít nhất 3% GDP cho quốc phòng. Ngoài ra, theo kế hoạch hòa bình cho Ukraine mà ông Pompeo và ông Urban đề xuất, chính quyền ông Trump tương lai nên cho phép Ukraine sử dụng mọi loại vũ khí để tấn công các mục tiêu ở bất kỳ nơi nào trong lãnh thổ Nga. Theo ông Pompeo, cách tiếp cận này sẽ buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán và chấp nhận Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc, Bắc Đại Tây Dương, NATO và Liên minh châu Âu, EU, cũng như buộc phải đồng ý với phi quân sự hóa bán đảo Crimea. Theo bài viết trên Wall Street Journal, nếu Nga đồng ý với các điều khoản này, phương Tây sẽ dần dần dỡ trừng phạt. Chúng sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn khi Ukraine hoàn tất gia nhập NATO và EU. Ông Trump và phía Nga đều chưa lên tiếng về kế hoạch hòa bình cho Ukraine mà ông Pompeo và ông Urban đề xuất. Ông Nikolai Pachushev, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, khi trả lời phỏng vấn báo Rossiyskaya Gazeta, chính quyền Washington vốn có ý định quân sự hóa biển đen với quy mô lớn, đã bày tỏ hoài nghi đối với công ước Montreux quy định việc tàu thuyền đi qua eo biển. NATO cũng không hài lòng khi công ước này dành sự ưu tiên nhiều hơn cho các tàu của các nước thuộc Biển Đen. Trợ lý Tổng thống Nga cho biết, vào những năm 1990, Mỹ đã thường xuyên điều tàu chiến và tàu hỗ trợ đến khu vực Biển Đen. Trong đó có tàu ngầm Grapper đã tham gia các cuộc tập trận tại vùng biển của Georgia. Quan chức Điện Kremlin cũng chỉ trích chiến lược an ninh hàng hải mới nhất của Ukraine. Ông Pachusev lưu ý thêm rằng, công ước Bolchuk đã đặt ra các quy tắc cho tàu thuyền từ các quốc gia không thuộc biển Đen đi qua vùng biển này. Cũng theo quan chức Nga, Washington đang muốn lập các trung tâm hậu cần tại khu vực biển Đen để đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Kiev và triển khai vũ khí tầm xa. Ông Patrushev khẳng định sẽ không có chuyện các tàu của phương Tây hỗ trợ Kiev đi qua các cảng của biển Azov mà không bị cản trở. Ông Patrushev cho biết thêm, hiện số lượng các cuộc tập trận chung giữa hải quân Nhật Bản với các nước NATO và các đồng minh quân sự khác của Washington đã tăng gấp 30 lần so với năm ngoái. Ông Nikolai Patrushev nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh phát triển các hệ thống robot hàng hải tiên tiến để chống lại xuồng không người lái. Ông cũng cho hay, Nga đang bước vào giai đoạn mới trong quá trình phát triển hải quân, nhấn mạnh nhu cầu về một hạm đội chất lượng cao, có thể vượt qua năng lực công nghệ của các quốc gia ven biển khác. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố sắc lệnh mới nhất về chiến lược an ninh hàng hải mới. Sắc lệnh vạch ra chiến lược của Ukraine nhằm đảm bảo an ninh ở Biển Đen và bao gồm các biện pháp nhằm tăng cường lực lượng hải quân Ukraine, trong đó có cả sự hiện diện thường trực của lực lượng NATO ở Biển Đen. Trong một diễn biến mới, Ukraine gần đây cũng phát hiện hai tàu chiến Nga trên vùng biển Azov và một tàu trên biển Địa Trung Hải. Tuy nhiên, các tàu chiến trên không được trang bị tên lửa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố Ukraine đang có kế hoạch sử dụng tên lửa nội địa để đẩy lùi các cuộc tấn công từ Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, chương trình phát triển tên lửa của chúng tôi đang đi đúng hướng chúng tôi đang tiến dần đến khả năng sử dụng tên lửa của riêng mình mà không chỉ dựa vào nguồn cung cấp tên lửa từ các đối tác phương tây